Dạ, mến chào cô chú anh chị. Thì hôm nay trở lại công việc, bữa nay mình làm giao cho anh Tiến ở thành phố Hồ Chí Minh và anh Đạt ở Vĩnh Long. Thì giao anh Tiến mình làm trước rồi làm giao anh Đạt luôn, là chung đập hết. Nhưng mà là giao của anh Đạt, anh Tiến thì làm bằng dòng bi ha. Thì bây giờ mình tiến hành, mình sẽ làm cho anh trước một cái dao một cái lưỡi dao là không có cán. Nói chung là lưỡi dao đó là dao yếm ha. Rồi, mỏng nhỏ gọn. Ok. 3 ly đều hết, anh đặt 3 ly đều ha, là không làm cán. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ đi lấy cái dòng bi mình cắt luôn. Rồi mong cô chú anh chị mình đón xem ha. Dạ. Bi mình ngâm nhớt rồi đây. Rồi thì bây giờ đến tiến hành vô đây mình cắt luôn. Cắt luôn cho rồi luôn. Cắt rồi mình làm việc luôn. Ok. Mình đã cắt xong rồi. Bây giờ mình tiến hành mình vô lửa mình sẽ bẻ thẳng ra luôn. Thấy nè. Rồi, tiến hành để vô mình làm việc nó luôn. Cắt cái này nói chung đó. Nó có hơn nửa miếng à. Hơn nửa cái. Ô cái này không được, không được nữa cái. Rồi, mình tiến hành cái mình ấy luôn ha. Làm việc nó luôn. Bẻ thẳng ra. Rồi mình đập luôn. Sáu ly
ngầm ngầm chút. Dội. Vừa xuống lửa cái này dội. Còn đỏ gì đập nó dội búa. Sợ hỏi gãy quá.
Đây là cái miếng này bữa hổm mình chẻ cái u liêm còn à. Lấy hai cái thiếu anh em nhớ không, hai cái cu liêm mà nó lấy nó bị thiếu chiều dài nối hết khúc sắt á, chẻ cái miếng nó ra cái loại dòng bi đó, đó. Nó dày khoảng 6 ly ha, này hổm chẻ bằng ve chứ không có cắt gió đá nó hao hơn ha. Hồi nay nó cũng gỉ xét rồi nè, dòng bi chứ nó cũng gỉ xét anh em, dột dưới đất từ hôm đó tới nay nè, xét nè. Cái cây này có anh khách này tiêu làm tới 15 lượng của chú anh chị. Lấy một khúc này ra mới đủ 15 ha. Ôi, dài tới 15 ly. Giờ móng lét à, mà anh kêu làm vậy á. Dao có 3 ly đều. Đập chưa? Mỏng không phải dễ làm cô chú anh chị ha. Được vậy rồi ha.
Rồi thì cái cây mình có cái dáng rồi ha anh em, vô về lấy máy mình kéo cái cây ra rồi xong rồi đó phần làm tay ha. Ui mà nó còn dày quá vậy. Quá trời. Okay.
Rồi. Rồi thì bây giờ vô mình cắt cái này mình lấy dốc vô yếm luôn ha. Đó. Trời gì, gì không dính. Ây da. Láng quá không dính. Đó. Ok. Láng quá mình dẻ không dính, dẻ tay chấm vô trong ấy luôn. Rồi, ok. Cắt làm luôn. Rồi. Giờ ở đây nó còn khoảng 4 ly. Khúc này nó khoảng 5 ly. Bây giờ mình phện á, vô mình phện nó chập nữa. Để cho nó ấy nha. Quá trời, dao tính dao mỏng đó, làm khó. Khó hơn dao dày cô chú anh chị. Rồi, ok. Bây giờ mình sửa láng đồ này nọ cái nữa ha. Ui, nó rớt nè. Ui, cái sóng này nó còn dày quá. Hồi còn phải đập nữa nè. Phải mài đồ dữ dằn nữa. Giờ còn phải 7 ly. Chỗ này nè, khu này khoảng còn 7 ly. Chỗ này 6 ly. Ui, nãy giờ làm rồi còn 3 ly. Cô chú thấy, chị thấy không? Học máu không? Mài học máu chưa? Rồi, tiến hành mình làm. Rồi, ok. Đã làm rồi anh Tiến rồi. Bây giờ mình làm máy rồi ha. Bây giờ mình lấy hết ấy rồi ha. Rồi. Nhưng mà cái cây này nó hơi ấy ha. Cái cây này hơi thẳng ha. Cái cây này nó phải đâm cái nó về cái hướng cái chỗ này mới đúng ha. Thôi mình bẻ cái cây lên chút xíu nữa ngay chỗ này. Đó. Bẻ ngay chỗ cái cua này mới lên ha. Rồi bây giờ đo luôn cho anh xem nè, nó ha. Đó, 15 ha, hơn 15 luôn. Đó, anh đặt 15 thì là 15. Cái này là gì anh Phúc anh đặt. Em xin lỗi. Anh Tiến đặt anh không có làm cán ha cô chú anh chị. Rồi, bây giờ tiến hành cái mình vô đây mình bẻ này luôn. Bẻ ngay cái co này luôn lên cho nó lên chút ha. Cái cán này nó thẳng quá. Không có cất, không có im ha. Rồi. Lên bẻ một chút xíu. Rồi tiến hành cái mình gam rồi xong mình tui già luôn của chú anh chị. Rồi ok. Mình đã trui rồi. Bây giờ tiến hành cái mình đi mài luôn. Đó cô chú anh chị. Đó. Rồi tiến hành cái giờ mình mài luôn. Cho rồi luôn. Rồi mình test sơ sơ mấy nhát chơi. Rồi anh Tiến ơi. Ok. Ôi ôi. Rồi. Rồi Tiến ơi. Cái này cho nó hơn 4 ly chút cái cổ này đi anh ơi. Mỏng quá nhìn thấy ghê quá. Không thấy ghê mà nhìn thấy nó ốm yếu quá. Ha.
Từ đây đây nó vuốt ở đây đằng cái cây mình nó hơi mập mập một chút, mình vô cái cán mình cho nó chịu nè. Đó. Này chỗ này khoảng 3 ly rưỡi á. Đó, nó mới dài dài để nó đó, muốn đều luôn á ha. Rồi. Tại làm theo yêu cầu của chú anh chị. Rồi ok, bây giờ mình cũng tẹn tẹn mấy cái chơi. Quất mấy cái nè nè anh chơi. Để bị tham nó nhớt vô đây cái để cho nó khi nó hồi nó xét nó dính vào cái nước vô đây rửa không được. Rồi ok, giờ em đã tha chút dầu vô rồi. Dao đẹp tinh tương ha. Nói chung cái dao này làm cũng gần tới đỉnh này anh em ơi. Cái này là khách yêu cầu ha, làm dao này nói chung không có chặt gì, để nó trầy nó xước thì mất công. Dao này anh em đặt anh để anh đặt anh về không biết anh làm gì không biết. Chừng nào khách yêu cầu á thì nói chung mình mới mới chặt cây ha. Mấy người nào kêu test thì mình test thử. Đó. Bây giờ mới cam rồi một chút quất cái tay nữa. Miếng nữa đây, lỡ rồi, lỡ đà chơi cái mũi luôn. Ây da, dứt cái này một cái. Đó. Rồi. Được rồi. Bây giờ sắt gì nữa. Cái dao này không có đụng tới chặt cô chú anh chị thông cảm nha. Đó. Cái dao này của ảnh để anh làm rồi, nói chung anh để anh là công việc gì của ảnh á, nói chung anh để anh chơi hay là anh coi gì không biết. Vì anh tự vô cán đồ luôn. Này anh cũng sắp lên thợ rồi nè. Rồi, cảm ơn anh nhiều luôn anh Tiến ơi. Rồi, giờ Tiến giao mình đã xong ha. Rồi, làm theo yêu cầu anh luôn. Nên anh kêu em làm 3 ly đều hết trơn, nhưng mà ở đây em làm hơn 3 ly rưỡi nha. Dạ, ngay chỗ này hơn 3 ly rưỡi, đặng cho cái này nó 3 ly rưỡi cho nó mập. Nên cái này chỗ này đặng cho nó đựng gãi đi ha anh. Đó. Thôi kệ đi. Làm đây cho nó mập mập một chút đi, đặng cái 3 ly nó yếu lắm anh ơi. Rồi, vậy đi thôi ha. Quá mệt. Rồi. Thôi, vậy con cũng xin xin xuống clip đây cô chú anh chị. Rồi tiến hành tới nữa cái làm tới anh Đạt luôn á. Rồi anh Đạt Vĩnh Long luôn ha, 4 cây, một cái búa. Một cái dao hay lưỡi sắt chuối. Sắt chuối cây cho vịt cho bò đồ ăn á. Một cây cái dao hay lưỡi là hồi nào giờ clip con chưa lên cây dao mới cô chú anh chị. Tại vì cái dao đó là làm nó nói chung một ngày làm không rồi. Con làm ở đây con làm một ngày con làm không rồi. Đó. Nói chung cái đó tỉ mỉ lắm. Rồi thêm một cây nữa cái búa. Đó, một cái búa nữa cũng làm thẩm mỹ luôn. Hai con dao sắc thịt
thái thịt. Rồi, cũng thẩm mỹ luôn. Rồi, thì bây giờ cái da anh Tiến đã xong. Đó, thì tới nữa là da anh Đạt. Ok, rồi làm dứt cho anh Đạt tới 25 luôn là rồi luôn của chú anh chị. Rồi, dạ, anh Đạt đây tới 25 là anh xuống anh lấy luôn của chú anh chị ha. Đó, gọi bên đây, gọi bên kia. Đó, anh Đạt này ở Vĩnh Long. Đó, 25 tháng 10 anh xuống anh lấy tới nhà luôn. Rồi, ok. Rồi, thôi vậy. Đọc cổ gì thấy ghê quá. Thôi, buổi tối chúc cô chú anh chị mình vui vẻ bên người thân, người gia đình ha. Con cầu chúc cô chú anh chị mình luôn luôn được bình an. Và gia đình mình luôn hài hòa và hạnh phúc. Dạ. Thôi vậy con xin chào cô chú anh chị mình hết. Tổng thể hết luôn nha. Dạ. Bữa nay con hơi khỏe khỏe lại rồi. Nè máu lên nữa rồi. Rồi thôi con xin chào. Con ăn chén cơm cái cô chú anh chị. Dạ, con xin chào, hẹn lại con clip sau nha. Dạ.